Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bi Đại Thần 02. Toilet Tower Defense vừa mới chỉnh sửa lại cái khu vực Summon Unit các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một bên là Basic Grade để random những con unit từ lỏ đến lỏ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái khu vực là Mythic Grade để random những con cực kỳ xịn sò. Và các bạn biết gì không, Ogotly đã tăng tỷ lệ từ 0.4% lên 0.45%, tức là gấp 10 lần. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng hơn 300.000 coin đang có trong tài khoản này để summon, để xem là tôi sẽ ra được bao nhiêu con Ogotly. Trước khi bắt đầu, đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh để giúp cho kênh này nhanh chóng đạt 100.000 người đăng ký nhanh nhất có thể các bạn nhé. Còn bây giờ thì let's go. Rồi, các bạn có thể thấy tôi đang đứng ở khu vực Summon Unit. Đây là khu vực mới được chỉnh sửa lại. Nhìn cái bảng là các bạn biết rồi ha. Khi mà bước vào chúng ta sẽ có thêm hai hòm mới là Basic Grade, là một cái hòm cơ bản Summon 10 lần sẽ tốn 900 gem. Và tỷ lệ để các bạn có được con Ogotly là 0.4%. Nếu như mà tôi búp thêm cái gọi là Lucky Boost vô. Và tiếp theo chúng ta có một cái Mythic Grade, tỷ lệ đã là 0.3% để ra con Ogotly. Và nó sẽ còn tăng hơn thế nữa nếu như tôi sử dụng thêm cả cái X2 Lucky Boost. Lúc này thì cái tỷ lệ mở ra con Ogotly là nó 0.45% các bạn, tức là gấp 10 lần so với trước kia. Nhưng bù lại một lần summon của nó là mất 1.200 coin, và 10 lần summon là hết 10.800 coin các bạn ạ. Tức là tỷ lệ của nó sẽ được tăng lên 10 lần, nhưng số tiền mà các bạn bỏ ra để summon nó sẽ cao hơn. Nghe thì nó cũng có vẻ là hợp lý, nhưng theo tôi thì chắc chắn với các bạn luôn, sắp tới Ogotly sẽ người người nhà nhà có thể sở hữu được. Bởi vì coin là cái tiền tệ chúng ta có thể kiếm free, các bạn chăm chỉ cày cuốc. Các bạn lên Beat Thần Rock tham khảo những cái gói cày coin siêu tốc vân 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 vân. Nói chung đây là một cái tiền tệ có thể kiếm ra được. Cho nên cho dù có tăng giá summon lên gấp 10 lần như thế này đi chăng nữa, thì cái sự lạm phát ai ai trong tủ đồ của mình cũng có con Ogotly là vẫn xảy ra các bạn nhé. Bởi vì nó là cái tiền tệ free như tôi đã nói nãy giờ. Cho nên, bây giờ theo thời điểm hiện tại tôi quay video thì cái giá con Ogotly đang có tầm khoảng là 3.500 gem. Đúng một tuần nữa thôi, hoặc là vài ngày nữa thôi, tôi nghĩ nó sẽ xuống khoảng tầm 2.000, hoặc thậm chí là thấp hơn. Các bạn tin không? Không. Nếu không tin thì thôi, tôi chém gió tí mà. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng summon các bạn nhỉ. Rồi, tôi đã búp thêm cái X2 Lucky Boost. Lúc này là tỷ lệ 0.45% là maximum này. Chúng ta sẽ chỉnh auto sell hết đi để lại Mythical với lại là Godly mà thôi. Trong 340.000 coin, để xem là tôi quay cái hòm Mythic Red này sẽ được bao nhiêu con Ogotly. 3, 2, 1, go! Phát đầu tiên nào! Chúng ta được một con Mythic. Không bất ngờ các bạn nhé, bởi vì nó tận 4.5% cơ. Trước kia nó chỉ có 0.3% là căng rồi các bạn ạ. Ok, 10 lần tiếp theo này. Boom! Tiếp tục có thêm một con Godly là Katana Speaker Woman. Boom! Lần này lại không có Godly các bạn ạ. Cứ một lượt click như thế này là các bạn sẽ con Ogotly đầu tiên. Một lượt click thì các bạn sẽ mất 10.000 coin. Nãy giờ là tôi quay khoảng 5 lần là chúng ta được một con Ogotly rồi các bạn ạ. Bam! Lần này ra hai con Mythical. Bam! Lần này thì lại không ra cái gì cả. Mới chỉ có một con. Let's go! Con Ogotly thứ hai. Nãy giờ tôi tiêu tốn là khoảng 100.000 coin rồi các bạn, chúng ta được hai con Ogotly nhá. Tiếp tục nào, come on. Mục tiêu của tôi trong 200.000 coin còn lại ra đâu đó khoảng 4 con Godly là mừng rồi các bạn ạ. Ai da, hơi căng nha ta, hơi căng nha ta. Vẫn chưa ra con thứ ba nè. Oh Godly. Ôi giời. Woo. Come on, come on, come on. May mắn thì ủng hộ cho tôi, 0.45% lận các bạn. Trời ơi, sao nhiều Mythical vậy. 340.000 coin mà chỉ ra được hai con Oh Godly thì thật sự là quá đen các bạn ạ. Ai gu. Cố lên. Woo! Let's go. Chúng ta được một con Ogotly thứ ba. Tiếp tục nào, come on. Để xem là có được double may mắn hay không. Ra thích con nữa nào. Đèn thế. Cái tỷ lệ mà ra được Mythic Rare hay là Legendary là cực kỳ cao. Các bạn nhìn này, Legendary gần 10% để có thể ra luôn. Nhiều vãi nồi. Woo! Con Ogotly thứ tư. Vẫn còn 100.000 tiền. Yeah. Let's go. Chúng ta có double may mắn, hai con Ogotly liên tục các bạn ạ.
Yo, có vẻ như khi mà chúng ta dùng cái Mythic Red này thì cái tỷ lệ ra được Ungodly là cực kỳ cao các bạn. Đó là lý do vì sao nãy giờ tôi ngồi nói với các bạn là lạm phát vẫn sẽ xảy ra. Admin làm như vậy chỉ tổ là nhà nhà người người có Ungodly, và giá của cái con Ungodly này sẽ giảm xuống đáy vực sâu cho các bạn coi. 40.000 coin cuối cùng. Thêm một con nữa đi. Một con nữa là mãn nguyện rồi. 5 con Ungodly. Yes. 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 Hồi trước nếu mà để mà tiêu hết 340.000 coin thì các bạn phải ngồi summon khoảng tầm 15 đến 20 phút tôi nghĩ là nó mới hết. Còn bây giờ với 340.000 coin thì chưa 5 phút là đã hết mỡ tiền rồi các bạn ạ. Rồi, sau khi tiêu hết 340.000 coin thì tôi được tổng cộng là 5 con Ungodly. Các bạn hãy nhớ nhá. Số lượng hiện tại của con Ungodly là đang là 516.000 con. Khoảng tầm 3 đến 5 ngày tôi nghĩ cái số lượng của nó sẽ lên 600.000 con là hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng qua Trading Plaza để xem rằng con Ungodly đang có giá trị ra sao, và xem là tôi có bán được 5 con Ungodly này với một cái deal tốt không các bạn nhá. Ok, đây là Trading Plaza mới và đây là khu vực Marketplace mới. Rồi, bây giờ hãy cùng xem là Ungodly đang có giá trị bao nhiêu. Uầy, Hyper tầm này còn có 21.000 này các bạn này. Mấy ngày trước còn đang là 28-30.000 cơ. Rồi, Ungodly, trước khi mà cái update này ra mắt thì Ungodly đang có giá trị là 3.500. Bây giờ thì nó chỉ còn khoảng 3.100-3.200 các bạn nhé. Tôi sẽ đi qua server khác xem là giá trung bình của nó là bao nhiêu. Rồi, server thứ hai thì vẫn đang có một cái mức giá khá ổn là 3.479 các bạn ạ. Có một bạn kiệt mãi đỉnh này bán thôi. Bây giờ tôi sẽ treo ở server này thử là 3.200 xem là có trôi không các bạn nhé. 3.200 quẹo lựa các bạn này. Tôi sẽ bán khoảng 2 con ở server này với giá là 3.200 gem để xem là bao nhiêu lâu sẽ trôi các bạn nhé. Ở bên trái là nó sẽ có cái chỗ mà để chuyển server. Hồi nãy tôi thấy nhưng mà sao bây giờ lại không thấy nữa các bạn nhỉ? Admin có làm một cái bên để chúng ta dịch chuyển qua server trading khác ấy, nhưng mà tên giờ tôi thấy mất rồi. Hay là đang bị lỗi cho nên là sửa lại. Rồi, hãy cùng tôi ghé một chút về cái giá cả thị trường nhá. Green Laser thì vẫn giữ được cái giá trị của mình là khoảng hơn 1.000 gem. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì con này là limited rồi các bạn ạ. Make Bunny Titan thì vẫn còn sản xuất được, vẫn còn có sự kiện chứng phục sinh cho nên là vẫn còn kiếm được khá là nhiều. Tôi nghĩ là sau khi kết thúc sự kiện chứng phục sinh thì cái con Make Bunny Titan này nó sẽ có khoảng 150.000 con. Thì lúc đó nó sẽ tăng giá, các bạn cứ yên tâm. Còn cái con Upgrade Make Cameraman, cái đây là một con cũng summon được luôn. Mới khoảng có vài tiếng thôi mà đã có 20.000 người sở hữu rồi, đang có mức giá là 1.500 gem. Quá mắc. Nếu mà các bạn muốn sở hữu, các bạn đợi một vài hôm nữa. Tôi nghĩ là giá nó sẽ xuống khoảng tầm 5-700 cho các bạn mua. Leprechaun thì cũng đang được hạ giá trầm trọng xuống còn 450. Nếu mà các bạn chưa sở hữu thì các bạn hãy nhanh chóng mua nhá. Ví dụ như 300 là các bạn có thể sở hữu được rồi nè. Bởi vì nó đã limited rồi các bạn ạ. Sự kiện Thánh Ba Trích đã kết thúc rồi nha. Các bạn hãy đi săn sale giá rẻ ngay thời điểm này. 3.200 gem tôi treo mà mãi không thấy ai mua các bạn ạ. Mặc dù server đang có khá là nhiều người nhiều tiền ở đây, thì các bạn có thể thấy là giá của nó đang bị giảm sút trầm trọng rồi. Bây giờ tôi sẽ thử thu hồi lại, tôi treo 3.000 xem là có ai mua không nhá. Ok. Rồi, có đại gia nào ủng hộ cho em một con Ungodly hay không? Woo! Ok. Nếu đăng 3.000 thì sẽ có người mua liền luôn nè. Rồi, nói chung là giá của Ungodly ngay thời điểm mà tôi quay thì nó có giá trị đâu đó khoảng tầm hơn 3.000 một tí là sẽ trôi nhanh các bạn ạ. Cũng tùy server thôi. Nhưng mà cái giá 3.000 này chỉ tồn tại được khoảng 1-2 hôm nữa thôi các bạn ạ. Sắp giảm giá tụt quần bây giờ mà. Khi mà ai cũng summon được nhiều thì giá nó xuống 2.000 hay thậm chí là 1.500 một con Ungodly là hoàn toàn có thể xảy ra nhá. Rồi, Khứa Kiệt Mãi Đỉnh nó mua của tôi các bạn ơi. Kiệt Mãi Đỉnh này nó treo 3.200, nó mua của tôi 3.100, sau đó nó đăng bán lại là 3.200 hay sao ấy. Đã thế thì tôi bán cho nó 3.100 cho nó mua hết luôn. Xem mà đủ tiền mua hết Ungodly của anh không nhá, anh bán hết luôn. Rồi, có thêm một khứa mua nữa thì kìa. Như vậy là 3.100 là cũng có khá là nhiều người mua ấy chứ. Ừ, đã thế thì tôi sẵn tiện tôi bán hết luôn. Bởi vì chuẩn bị Ungodly giảm giá rồi mà. Woo, chúng ta có đại gia bao nuôi rồi. Thằng Triệu Yuze 000 để nó mua sạch của tôi rồi các bạn ạ. Còn có 3 con Ungodly này, bán luôn. Ừ, mua hết đi bạn này. Mua hết Ungodly đi bạn ơi. 3.100 đối với tôi là ok rồi. Chứ tôi không muốn để nó hạ giá xong rồi tôi mới bán đâu. Cho nên bạn nào mà tầm này mà có Ungodly thì mang đi xả hàng nhanh nha. Rồi,
Ok, chúng ta đã bán hết 3 con Âu Godly còn lại. Và bỗng dưng muốn khóc, tôi trở thành người nhiều gem nhất lúc nào không hay. Với 68.141 gem, các bạn đứng top 1 server mẹ luôn này. Đây này, cứ này bán 3.200 này, kiệt mãi đỉnh bán 3.200 này. Nó mua lại của tôi 3.100 xong nó bán 3.200. Mẹ lời dữ chưa trời, kinh doanh gì mà lời có 100 gem vậy ông. Vừa rồi là một cái video mà mình đã summon 340.000 gem Âu Godly với cái thùng Mythic mới trong cái khu vực summon. Thì theo như tôi đã nói về quan điểm cá nhân của tôi nãy giờ, nó sẽ có những cái điểm lợi, điểm hại như sau. Đầu tiên, điểm lợi là những bạn nào chưa có sở hữu con Âu Godly bao giờ, các bạn có thể sở hữu nó với một cái phần trăm rất là cao. Nhiều khi các bạn mua một lần, đôi khi nó sẽ trúng, bởi vì tỷ lệ của nó hiện tại là 0.45% với cái thùng mỹ thích lận. Đâm ra là các bạn sẽ dễ dàng để sở hữu nó hơn. Nhưng mà cũng bù lại vì việc đó là nếu mà có quá nhiều người sở hữu thì cái giá của con Âu Godly nó sẽ chia 2, chia 3 xuống khoảng tầm 1-2.000 gem là hoàn toàn có thể các bạn nhé. Và với 340.000 gem mình summon ra tận khoảng 5 con Âu Godly thì mình đánh giá đây là một cái pha summon khá là hên của mình. Nếu các bạn yêu thích dạng video summon xong mang đi chơi ở bên Trading Plaza các kiểu thế này thì đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh các bạn nhé. Nhấn cả vào cái nút chuông ở bên cạnh ấy để khi nào mình đăng video thì các bạn sẽ là người đầu tiên xem sớm nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.